mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Khi mà rửa xe, hút bụi, dọn nội thất ở bên trong ô tô, có nhiều những cái trường hợp mà đang làm thì motor của máy hút bụi bị cháy. Và trong những cái trường hợp đấy thì nếu như không có cái máy hút bụi khác để sơ cua thì coi như cái dịch vụ mà dọn nội thất rồi hút bụi ở bên trong ô tô ngày hôm đấy phải nghỉ. Rất là nhiều khách hàng gặp phải những cái trường hợp là đôi khi đi tìm mua cái motor của cái máy hút bụi này không biết tìm ở đâu, và không biết tìm loại nào cho đúng. Vậy thì các bạn có thể tham khảo đến Taiko. Hiện tại chúng tôi cũng đang cung cấp những cái loại motor để mà sử dụng cho máy hút bụi. Vậy thì cái motor của cái máy hút bụi mà Taiko đang cung cấp trên thị trường hiện nay nó có những cái đặc điểm, tính năng gì? Cái đầu tiên ấy mà tôi giới thiệu với các bạn về cái motor của Taiko đang cung cấp đấy là nó được làm 100% quấn bằng dây đồng chứ không phải là dây nhôm. Chính vì vậy mà nó có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất là tốt, đặc biệt là có tuổi thọ bền và tiết kiệm điện. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái công suất của nó là chuẩn 100% công suất như trên tem mạc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như với cái motor này, công suất của nó là 1500W thì sẽ chuẩn là công suất 1500W với cái số lượng vòng quấn là đảm bảo được cái điều đấy. Cái đặc điểm thứ ba đó là nó được bảo vệ một lớp thép hợp kim ở phía bên ngoài của cái motor này, ở phía bên ngoài để bảo vệ cái lớp dây đồng đấy các bạn. Và phía bên ngoài cùng của cái phần motor này là một lớp nhựa để cách điện. Còn phía trên đầu của nó này là được bảo vệ cũng một lớp thép. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cái motor của máy hút bụi Kogoro mà Taiko đang cung cấp trên thị trường hiện nay. Các bạn khi xem video nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình. Hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay và hữu ích hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật là thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.